Và bây giờ, Mai Tuấn và Hồng Hà mời quý vị đến với phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên do anh Mai Tuấn trình bày. Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ. Hôm 9 tháng 1 vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với Tòa đại sứ Ấn Độ ở Việt Nam tổ chức chương trình có tên là Gặp gỡ Ấn Độ 2020. Phát biểu tại sự kiện này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết đây là sự kiện đối ngoại địa phương đầu tiên của năm 2020 do Bộ Ngoại giao tổ chức trong nỗ lực nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ. Các địa phương của hai nước đang đóng vai trò hết sức quan trọng. Chương trình hôm nay với sự tham dự của lãnh đạo và đại biểu của hơn 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ tất cả các vùng miền của Việt Nam là cơ hội để các địa phương, các doanh nghiệp của Việt Nam cũng như các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Ấn Độ gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ và kết nối. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã phát biểu như vậy trong ngày khai mạc. Ông cũng cho biết là Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống lâu đời, kết nối văn hóa gần 2.000 năm lịch sử và cùng chia sẻ những giá trị nhân văn rất tốt đẹp. Hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ trong những năm qua phát triển tuyệt vời. Vâng, liên quan đến bản tin anh Mai Tuấn vừa đưa, thì Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch xuất nhập khẩu song phương tăng trưởng mạnh mẽ từ 5,6 tỷ Mỹ Kim năm 2014 lên đến 7,63 tỷ Mỹ Kim vào năm 2017 và 11,5 tỷ Mỹ Kim năm 2019. Ngoài ra, sự hợp tác song phương trong các lĩnh vực đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa giáo dục, du lịch ngày càng sâu sắc và hiệu quả. Một số lĩnh vực Ấn Độ có thể mạnh mà Việt Nam có nhu cầu như năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, chất lượng cao. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn chương trình gặp gỡ Ấn Độ 2020 sẽ trao đổi sâu, cởi mở về các vấn đề về chính sách, về định hướng hợp tác cùng quan tâm, chia sẻ về tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, phát triển đô thị thông minh và du lịch để phát huy mọi tiềm năng hợp tác cùng phát triển. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Prerna Verma cho biết Ấn Độ và Việt Nam có truyền thống lâu đời về tình bạn thân thiết, được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Về vụ hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Quốc, Việt Nam vừa lên tiếng. Việt Nam tôn trọng tự do hàng hải nhưng yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền và thượng tôn pháp luật khi hoạt động ở Biển Đông. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tự do hàng hải ở Biển Đông là quyền và lợi ích của các quốc gia được quy định bởi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đã nói như vậy trong trường hợp, hay nói một cách khác là trong cuộc họp báo khi trả lời câu hỏi về thông tin hàng không mẫu hạm Sơn Đông mới được biên chế vào Hải quân Trung Quốc sẽ tuần tra ở Biển Đông thay vì huấn luyện như tàu Liêu Ninh. Theo bà Hằng, việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh trật tự, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán quốc tế của các quốc gia như được xác nhận ở trong chương dân CLOS, tức là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm và nguyện vọng chung của tất cả quốc gia và cộng đồng quốc tế phải được tôn trọng. Chủ tịch thành phố Sài Gòn nói cố gắng đền bù cho dân Thủ Thiêm trong quý 1 2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố cố gắng giải quyết việc đền bù thiệt hại cho dân Thủ Thiêm trong quý 1 năm 2020. Trả lời về chính sách đền bù cho người dân tại 4,3 hectare ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm trong cuộc gặp gỡ báo chí vào ngày 9 tháng 1, ông Nguyễn Thành Phong nói Hội đồng Nhân dân thành phố Sài Gòn đã thông qua, nhưng quá trình giải quyết sau đó có những vướng mắc, phải xin ý kiến các bộ ngành, thậm chí báo cáo chính phủ vì thành phố không thể vượt qua những quy định đó. Chúng tôi rất nóng lòng giải quyết cho bà con và sẽ cố gắng trong quý 1 năm 2020.
Cách đây 3 tháng, vào ngày 6 tháng 10 năm 2019, Hội đồng Nhân dân thành phố họp phiên bất thường để thông qua chính sách bồi thường cho các hộ dân tại khu vực ngoài ranh đô thị, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Lãnh đạo thành phố khẳng định đây là chính sách có lợi cho dân. Theo đó, người dân có thể nhận tiền đền bù hoặc đất nền tại khu vực khác tương đương với diện tích đất bị thu hồi sai. Và sau đây là một tin của đời thường cho chúng ta nhìn thấy xã hội Việt Nam nó như thế nào, thưa quý vị. Uống một chai nước lạnh trả 500.000 đồng bằng một tờ giấy 500.000 đồng, người đàn ông trả đã bị nhóm người lạ vây đánh ở Sài Gòn. Bản tin cho hay là hôm 8 tháng 1 vừa qua, nhiều người dân ở dọc quốc lộ số 1 đoạn qua địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Sài Gòn vẫn chưa hết bực mình về vụ một người đàn ông đã bị đánh rồi bị đưa lên trụ sở khu phố vì uống nước đưa tờ 500.000 đồng để trả. Theo người dân, khoảng 5 giờ ngày 7 tháng 1, người đàn ông đi xe máy đến một quán nước ven quốc lộ 1, đoạn gần cầu vượt tỉnh lộ 10 để mua chai nước uống. Uống xong một chai nước, người này đưa chủ quán tờ 500.000 đồng. Nhận tờ 500.000 đồng, chủ quán nước đã vò mạnh bằng tay để kiểm tra xem nó đây là tiền thật hay tiền giả. Nên giữa người khách và chủ quán xảy ra mâu thuẫn. Lúc này người đàn ông bị nhóm 3-4 người vây đánh túi bụi. Sau đó họ đưa nạn nhân về văn phòng khu phố 3 gần đó để làm việc. Và qua làm việc với công an, người đàn ông cho biết tờ tiền 500.000 trong quá trình mua bán khách hàng trả là tiền thật chứ không phải tiền giả. Và thưa quý vị, sau đó công an đã xác định, như chúng tôi vừa thưa, đây là tiền thật chứ không phải tiền giả. Thành ra những người đã túm vào mà đánh cái người đàn ông trả 500.000 đồng đó cũng bị công an không phải còng tay nhưng mà có lẽ xử phạt cách nào đó. Không ai nghĩ sao? Tại uống cái chai nước có 2.000 đồng mà đưa 500.000 đồng. Chắc cho là trịch thượng chắc. Chắc vậy, chắc có cái thái độ nào đó trong đó nữa. Thế ở Mỹ sao, nếu mình uống chai nước 50 xu, chục sen mình đưa 100 đô la có sao đâu nhỉ? Người ta cũng phiền lắm thôi. Chắc là cái người nào mà nhận cũng hơi lắc mắt một chút phải không? Dạ vâng. Thôi cho đi cho rồi. Thôi cũng dễ hiểu thôi, thưa quý khán đánh giả. Vừa rồi là bản tin sau cùng về Việt Nam, nói đến xã hội Việt Nam. Ở đâu cũng thấy, thưa quý vị, nhiều sự khác biệt. Kính chúc quý vị thật nhiều sự may lành và nhất là có những giây phút nhẹ nhàng để chúng ta sắm Tết. Hôm thứ Bảy Chủ Nhật rồi, Hồng Hà có đi sắm Tết chưa? Chưa, để từ từ anh. À, để vừa từ từ. Sắp đến Tết không để hết. Vừa mới lễ New Year xong rồi chị để hồi sức ạ. Đi ra em... Phước Lộc Thọ với Đờ Bô Sa với lại khu chợ Hoa Ngọc Quang là đã tới Tết rồi. Đã thấy không khí rồi ạ. Vâng, mời Hồng Hà gửi lời chào đến quý khán giả. Vâng, Hồng Hà và Mai Tuấn chúc quý vị có một đầu tuần thật tốt đẹp và một tuần bình an. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình truyền hình lần sau. Xin cảm ơn quý vị.